Tuổi Sửu năm 2022, công danh sự nghiệp viên mãn, giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người làm chương trình, mến chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, thì con trâu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức khỏe cũng như là sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số đều sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì cũng có những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi năm 2022 Nhâm Dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Sửu có vận trình hung cát đan xen. Con giáp này phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng những kế hoạch mà bản thân đã dự định từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mà mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Vận khí cũng không được hanh thông. Cho nên là tuổi Sửu trước khi làm việc gì trong năm nay thì cũng cần phải suy nghĩ trước sau, kỹ càng, cẩn thận. Thì điều này sẽ tránh cho bạn gặp phải những tình trạng xôi hỏng, bỏng không. Vâng, và để biết được vận trình tuổi Sửu trong năm 2022 Nhâm Dần gặp được những may mắn gì, thành tựu trong năm rực rỡ ra sao và còn có những điểm gì cần phải lưu ý, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Sửu trong năm 2022 Nhâm Dần. Năm 2021 năm Tân Sửu là năm mang lại nhiều âu lo, nhiều rối ren và chồng chất khó khăn đối với những gia chủ tuổi Sửu do phạm phải trực thái tuế. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Sửu không xung khắc mạnh với thái tuế, vận trình nhìn chung ít biến động, dần dần đi vào ổn định, không quá đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm. Nếu muốn lập kỳ tích, bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước và với người khác. Trong năm có quý nhân hỗ trợ công việc giúp cho bản mệnh có được những biểu hiện tốt, vận quý nhân vượng, được lãnh đạo chú ý giúp đỡ và đề bạt thăng tiến. Theo đó, sự nghiệp cũng gặt hái được nhiều thành tích nhất định. Tử vi tuổi Sửu năm 2022 cho thấy chính tài thúc đẩy tiền bạc mang tới nhiều vận may về tài chính, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến ngân hàng và bảo hiểm, hợp tác làm ăn đầu tư. Trong đó, các mối làm ăn có được có mất, có hạng mục chính thống, cũng có hạng mục ngầm liên quan đến bất động sản thu về lợi nhuận cao. Điểm nổi bật trong năm 2022 của tuổi Sửu là có rất nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh, có cả cát và hung tinh. Nhìn chung đào hoa vận vượng tốt cho những ai còn độc thân. Trong năm 2022 Nhâm Dần, các gia chủ sẽ cần chú trọng tháng Đinh Mùi, có nghĩa là tháng 6 âm lịch, từ ngày 29 tháng 6 đến 28 tháng 7 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Sửu. Vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp, quan vận của mệnh chủ tuổi Sửu trong năm Nhâm Dần 2022. Xuyên suốt cả năm 2022, tuổi Sửu được các thần hỗ trợ mang tới nhiều cơ hội thể hiện năng lực của bản thân ở công việc hiện tại cũng như những lĩnh vực mới. Sau những khó khăn, thách thức, thành quả cuối cùng bạn cũng đạt được khiến cho không ít người ngưỡng mộ. Có điều năm nay vẫn chưa phải là thời điểm nổi bật để cho tuổi Sửu đạt đỉnh cao nhất của danh vọng và sự nghiệp. Ít xuất hiện tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy và lâu dài. Mệnh chủ tuổi Sửu năm nay cần phải cẩn thận làm việc, tuy thành tích có chút thu hoạch nhưng chắc chắn không được kiêu ngạo. Dù sao cũng không được mục hạ vô nhân, cần thận trọng trong cách cư xử. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự, nhưng có vô khối những điều khó khăn mà gia chủ phải chịu đựng. Bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh, để xem bản mệnh có thể bứt phá được nếu như mà không có ai tạo điều kiện cho mình hay không. Nếu cơ may thăng tiến chưa tới với bạn, thì bạn cần phải có sự nhìn nhận, đánh giá lại tình hình của chính bản thân mình, cần kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ năng lực của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật. Qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp đâu. Trong năm 2022 Nhâm Dần,
để cho vận trình sự nghiệp được hanh thông may mắn. Quý gia chủ tuổi Sửu, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là pháp khí của nhà Phật. Khi mang theo bên mình, gia chủ sẽ được quý thần tương trợ, từ đó công việc hanh thông, thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo đến chỉ là chuyện sớm muộn. Tử vi về tài lộc, tiền bạc của mệnh chủ tuổi Sửu năm Nhâm Dần 2022. So với năm trước, tử vi năm 2022 tuổi Sửu có khởi sắc hơn về phương diện tài lộc. Tài lộc trong năm Nhâm Dần của bạn chủ yếu là những nguồn thu nhập phụ. Đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn, đừng tham mà đầu tư lâu dài để dễ xảy ra bất trắc. Càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ kỹ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất, thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn, góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại. Chăm chỉ làm lụng thì tất sẽ có được một khoản kha khá để cho cuộc sống được dư giả hơn. Đặc biệt là từ người kinh doanh buôn bán và bán hàng. Chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ giành được lợi ích. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để cho vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Sửu trong năm Nhâm Dần 2022. Sức khỏe của tuổi Sửu năm Nhâm Dần 2022 theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Song, trong năm Thái Tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể sẽ có một tác động một phần. Mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Thời điểm giao mùa là lúc tuổi Sửu dễ ngã bệnh nhất. Bên cạnh đó, áp lực tinh thần lớn khiến cho tình trạng đau đầu hoặc mất ngủ thường xuyên diễn ra. Cơ thể suy nhược, rất dễ đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ xảy ra ở mọi lứa tuổi, vì thế không được chủ quan, coi thường. Khi tự lái xe hoặc đi xa nhà, cần phải tăng cường ý thức an toàn, cẩn thận, đề phòng tai nạn ngoài ý muốn. Tốt nhất, quý vị nên chuẩn bị mua bảo hiểm tai nạn cùng với bảo hiểm chữa bệnh cho bản thân và người nhà, để tránh bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Trong năm này, bạn nên hạn chế đến những nơi nhiều nước, ẩm ướt tối tăm hay có nhiều tà khí, dễ đẩy bản thân vào nguy hiểm, có thể bị xung sát, gây thương tật. Vậy nên lời khuyên cho gia chủ là hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh để tăng cường sức khỏe và tài lộc. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Sửu trong năm Nhâm Dần 2022. Xem đường tình duyên của năm 2022 của tuổi Sửu về mặt tình cảm sẽ là một cơ hội không tệ để thoát khỏi cảnh độc thân. Mệnh chủ tuổi Sửu nên nắm bắt cho thật tốt cơ hội này để tiến tới tỏ tình với người trong lòng, đặc biệt là nữ mệnh chủ, tỷ lệ thành công rất lớn. Các cát tinh mang tới vận đào hoa khởi sắc tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung tình cảm thấm sắc có thể tiến tới hôn nhân và hạnh phúc. Tuy nhiên, hung tinh lại khiến cho bản mệnh gặp khá nhiều trục trặc về cảm xúc, khiến cho chuyện tình cảm vì thế mà phát sinh mâu thuẫn, khó lòng như ý, gia đạo vì thế mà lục đục liên miên. Để hạn chế tình huống xấu xảy ra, chỉ còn cách tuổi Sửu thay tâm, đổi tính, kiểm soát tốt cảm xúc, đừng để cơn nóng giận khiến cho mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình và bạn bè. Học cách chia sẻ để vơi bớt căng thẳng, mệt mỏi. Khi chia sẻ, tự khắc vận khí xấu sẽ thuyên giảm, mang tới nhiều cát lành cho bạn. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Sửu trong năm Nhâm Dần 2022. Tử vi năm 2022 tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, giản hạ thủy. Người sinh năm 1997 không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại trong năm Tân Sửu. Dưới sự trợ giúp của quý nhân, bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao khá tốt đẹp. Người trẻ tuổi mới bước chân vào môi trường làm việc cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ của mọi người, nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những người đi trước. Tình hình tài chính chủ yếu ổn định,
cũng giúp cho bạn tự tin làm bất cứ điều gì mình mong muốn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi này cũng nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Nếu mở lòng thì có thể xây dựng được mối quan hệ có triển vọng. Tử vi năm 2022, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, Hải Trung Kim. Người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm 2022, vận trình nửa năm đầu khá ổn, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của chính mình, đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Ngoài ra, trong năm nay dễ dàng cùng người phát sinh miệng lưỡi tranh chấp, đề phòng, bị người liên lụy, mưu toan, cẩn thận mất tiền bên ngoài. Năm nay có thể tham gia nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè, gắn kết tình cảm, tăng thêm tình nghĩa. Tử vi năm 2022, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tang đố mộc. Trong năm Nhâm Dần, người tuổi Quý Sửu có thể gặp được điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống. Bản mệnh có thể bước tới những khúc ngoặt của cuộc đời, giúp bạn đạt được những bước tiến mới. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, người làm ăn có cơ hội đầu tư vào những hạng mục triển vọng. Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp. Người đã lập gia đình luôn quan tâm san sóc mái nhà nhỏ của mình. Các thành viên trong nhà biết yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Tử vi năm 2022 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, Bích Thượng Thổ. Người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, trong năm 2022 này, vận trình không có gì đáng lo. Các mối quan hệ xã hội không được như ý, dễ vướng phải thị phi. Tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít và làm nhiều hơn. Trong việc đối nhân xử thế, nên linh hoạt hơn một chút, tránh để cho kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về bản thân mình, rồi sau đó lại thêu dệt những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động cùng với bạn bè đồng lứa, năng luyện tập thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi để cho tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo. Nên giữ sự bao dung và thấu hiểu, đừng tự tạo áp lực cho chính bản thân mình, ôm âu lo trong người, tránh xa những kẻ tiểu nhân, kẻo bị chúng lợi dụng, lừa gạt. Một mặt, năm nay cần phải đặc biệt chú ý tới sức khỏe bản thân, chú ý an toàn giao thông đi lại. Mặt khác, năm nay nếu như phải xử lý công việc, có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Tử vi năm 2022, tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949, tích lịch hỏa. Xem tử vi tuổi Sửu, năm 2022 nói chung, người tuổi Sửu sinh năm 1949 nói riêng, gặp năm Nhâm Dần là một năm may mắn đối với bản mệnh. Người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cốt là giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn đến bao nhiêu cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong năm này, đương số được sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà. Đi ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Các gia chủ tuổi Sửu trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ cho thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho quý gia chủ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Sửu trong năm 2022 Nhâm Dần. Chắc hẳn quý vị và các bạn cũng biết được rằng là mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi luôn mong quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với phong thủy Gia Cát. Còn bây giờ chúng tôi xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những lá số tử vi của những con giáp sau.